cáo rồi mình tưới xui vậy. Thôi lát chỉnh sao. Nhìn có khác gì cái con heo. Thôi kệ đi. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hôm nay lại có sự có mặt của một vị khách rất là đặc biệt, đó là mẹ mình. Xin chào. Xin chào mọi người. Hôm nay mình và mẹ mình sẽ review món bánh mì Thanh Long đang là hiện tượng trong suốt thời gian qua này, các bạn xem đi. Ở trên này chỉ có một mình tiệm bánh Ly Khai là có bánh mì này thôi. Còn ở dưới Sài Gòn á thì nguồn gốc của bánh mì này là từ chủ của tiệm bánh mì ACB, đúng rồi, chủ của tiệm bánh mì ACB. Sau đó sau này, cái đợt đó là đầu dịch đó nên là người dân của mình không có xuất đi Thanh Long được. Rồi cái anh chủ đó đã quyết định lấy cái bánh mì, lấy cái Thanh Long đó để chế tạo ra cái loại bánh mì này. Mà tới tận bây giờ mình với mẹ mình mới có thời gian để thử đây. Ở đây mình có một ổ bánh mì và một cái bánh bao á. Mình hồi nãy mình đoán có thể nó là bánh bao, nên là bây giờ chúng ta cùng thử nó nhé. Hôm nay mình mặc cái áo này giống như một cái bánh của mình. Thử cái bánh này, tại vì mình cũng nghe nói mà thấy nó cũng tận dụng là nhiều khi mình xuất đi không được thì mình làm cái này ăn nó cũng vừa ngon mà nó còn vừa kinh tế mà nó còn vừa được đôi bên. Đó, cho nên mình cũng nên cần sản xuất ra nhiều cái bánh này. Đúng rồi, nó giúp ích được cho bà con mình đó, với lại mẹ mình nói là mặc cái áo cho nó trùng với mặc cái bánh để cho quay video cho nó bắt mắt. Đầu tiên nó là mình mẹ mình sẽ rửa tay. Đây là cồn do nhà mình tự chế. Đó, đây nè. Đây. Bây giờ đang dịch đó nên là chúng ta phải cẩn thận. Cô này vừa rẻ tiền vừa an toàn, mà muốn biết cách làm như thế nào thì hãy xem những video trước của mình nhé. Rồi, cô đã sạch sẽ. Nói chung là trước khi ăn á, mấy ngày này mình phải nên rửa chút xíu cho nó chắc. Nè, không chỉ là trước khi ăn đâu, hoặc là mấy ngày này, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng nên hình thành một cái thói quen, đó là rửa tay trước khi ăn và sau khi vệ sinh đó, để nó đảm bảo. Tại vì không chỉ là virus hiện tại mà có rất là nhiều bệnh dịch khác còn sẽ truyền qua, nên là thôi mình cứ hình thành cái thói quen đi nha. Bánh này á thì nó cũng không khác gì cái mì bình thường đâu, nhưng mà nó được cái là có màu Thanh Long này đó, nó có màu nè, màu hẳn là cái màu Thanh Long chứ không phải như màu mà nhuộm màu này một kia đâu các bạn. Cá Thanh Long làm ra cho nên là mình nhìn nó cũng bắt mắt lắm, mà không biết ăn ở trong thì chưa ăn lần nào hết. Bữa nay mẹ con mình cứ đi siêu tầm về siêu tầm về rồi ăn rồi mình review luôn. Đây, để mình chỉ cho các bạn xem, các bạn có thể thấy, có thể nhiều bạn đã ăn rồi nhưng mà một số bạn chưa, thì đây là cái hộp Thanh Long. Mình có thể thấy rõ cái này là cái hộp Thanh Long đó. Bây giờ mình sẽ thử cách nó ra. Bánh mì á thì mình vẽ ra thì nó hay cắt luôn, thấy nó ngon không nè. Trong cái ruột nó rất kia là đặc hơn bánh mì kia. Đây sẽ là một cái sự thích thú đối với những bạn nào mê ăn bánh mì đặc ruột chấm sữa. Nó cũng là bánh mì nhìn thì như cái bánh mì bình thường thôi, nhưng mà có màu Thanh Long, nhưng mà đặc cái ở trong ruột nó rất kia là đặc. Bây giờ mình khám thử. Nó thơm. Cái vị Thanh Long thơm thôi chứ không phải là nồng nặc đâu. Tại vì vốn dĩ cái trái Thanh Long bình thường cái vị nó cũng thanh thản, nó không có đậm lắm, nó không quá mặn, không quá chua. Nghe thấy đó là sao? Chung là cái bánh mì này ăn gì nó vừa ăn như mình. Nó có Thanh Long nhưng mà nó có cả bơ trong này, nhưng mà ăn nó bơ thế. Đúng rồi, nó thơm bơ đó, mà nó chứ chi là ngon. Ví dụ như mình cái mùa này có thể là nhiều cái chỗ người ta cũng cắm bánh chả chanh hành để ủ thứ ta này, thì mình có thể là ăn bánh mì không, nó vẫn đặc dù nó vẫn chắc mà nó vẫn ngon đó. Thì trong nó đặc lắm, cái này chấm rượu quá. Mà cái lớp vỏ nó giòn các bạn, cái vỏ ăn nó giòn, ở trong thì đặc ruột. Mình thấy nó có một cái vị cuối của nó, cái vị ăn của nó hơi nó hơi thoáng thoáng ra vị chua nhẹ, mẹ thấy không? Nó có một cái Thanh Long á, mình ăn thì nó cũng không quá ngọt, nó không có ngọt nhưng mà nó cũng không có chua, nó không quá chua cho nên là
hòa quyện với lại cái bột mì, rồi thêm cái bơ, rồi thêm nói như thì ăn nó cũng đậm đà, nói chung là vậy. Nếu mình nói mình ăn không thì mình cũng cảm thấy là ăn ngon cái bánh mì bình thường nữa rồi. Cái đầu vị của nó thì nó hơi ngọt ngọt như là cái bánh mì ngọt mà hay bán ngoài đường á, bánh mì ngọt 10.000 bổ. Còn cái cuối cái dư vị của nó là nó hơi tháng thôi, nó hơi chua chua một chút, hơi tháng thôi chứ không phải là chua hẳn. Nếu như mà các bạn thì kiểu thật để ý á thì mới nhận ra được. Tiếp theo là mình và mẹ mình sẽ tới lượt thử cái này. Cái này mình thấy ở đó là hình như là bánh bao thì phải. Để mình quay kỹ ra cho các bạn xem. Bây giờ mình thử là cái bánh bao ở trong này là nó làm như thế nào nhé. Tại vì mình chưa bao giờ được ăn bánh bao thanh long hết. Mình còn mới nghe bánh mì thanh long chứ mình chưa nghe bánh bao thanh long. Nó là bánh bao này các bạn. Nó là bánh bao. Đây, trong này có ninh này, nhưng mà mình phải thử một chút thì mình mới biết để mình review cái này. Cái màu này giống như là màu phô mai hả? Giống như màu phô mai á. Nhưng mà để mình ăn thử một chút cái ninh này rồi như thế nào á thì nó. Đây, mình sẽ cho các bạn xem kỹ cái bánh này. Bột này nó không có sốt được lắm, nó hơi bị nhiều bọt khí hơn là cái bánh bao bình thường đó. Mình đoán là do cái có trộn thanh long trong đó này. Cái nhân của nó này giống phô mai. Để mình thử xem. Mình đoán là phô mai á các bạn. Một vỏ đi. Thử đi. Phô mai. Hoàn toàn phô mai không? Ở trong cái nhìn của nó là phô mai. Còn ở ngoài là nhìn ở ngoài là thanh long, chủ yếu là thanh long với lại bột mì. Hay là cái bánh bao thường á thì nó có trứng, có thịt, có bột mì không. Còn cái này á thì trong này á gọi là trứng này, phô mai nè. Trong cái nhìn của nó đó là nó thành cái nhìn. Còn ở ngoài thì bột mì và thanh long. Ăn nói chung là nó cũng vừa ngon, vừa béo. Mà ăn cái này nó thịt chất nó không có ngán luôn á. Cái vỏ ngoài của nó giống như là cái bánh mì hồi nãy mình ăn á. Chỉ có điều nó khác là cái này nó bọc thêm một lớp phô mai nè. Như vậy phô mai này quen lắm. Mà ăn phô mai này bây giờ chứ mẹ. Nên bê béo. Phô mai này quen lắm mẹ. Để mình thử. Phô mai trong mấy cái bánh bữa mình mua ấy. Má à. Cái bánh sốt, bánh mình mới vừa về đi bữa hôm đó. Gọi điện trong hẳn, nó điện trong hẳn. Là trong nó phô mai nó cũng là nó nhìn như vậy nè. Cái này. Nhưng mà cái phô mai này có thấy như vậy nó giống phô mai con bò cười á. Có điều phô mai con bò cười thì nó sẽ mềm hơn, với lại nó cái kết cấu của nó đặc hơn. Còn cái này nó có nhiều bọt khí hơn nè. Nhưng mà cái vị giống lắm, cái vị phô mai này quen lắm. Mình không biết chứ Sài Gòn có không, nhưng mà nếu như các bạn ở Đà Lạt thì lên Liên Hoa ăn thử nha. Lạ lắm. Ý là cái sự kết hợp này nó lạ chứ không phải là cái phô mai nó lạ. Hôm nay ăn mình cắn cả cái trong cái ngoài cái thật là ngon. Không béo. Không béo, ngon. Hồi nãy mình mua 4 cái bánh là hết luôn, 50 mấy ngàn. Thì mình đoán là cái bánh không kia là tầm 10 ngàn trên dưới 10 ngàn. Cái bánh này sẽ tầm trên dưới 20 ngàn. Tại vì lúc đó mình hơi vội. Mình tạc lên mình thấy mình chạy vô mình mua rồi mình đi ra thôi. Nhưng mà mình cũng không có giỏi hỏi kỹ giá, nhưng mà nếu cái mức giá vậy thì mình đã chấp nhận được ấy. Tại vì cái thùng bánh nó còn lại có mấy cái à. Bánh rất là chạy. Mà mình nghe mọi người ở đó nói là bánh thanh long mới thấy long ngon lắm. Đó là cách nói nha chứ không phải là nhân viên bán hàng nói. Không, nhưng mà mình ăn á thì mình thấy nó còn ngon. Ngon mà nó lại còn lạ nữa. Chứ mấy cái bánh kia thì nó thường quá rồi, nó bao nhiêu năm nó đã ấy rồi. Chứ bây giờ người ta thanh long nội địa không thể nóng đi được thì người ta tạo ra như vậy để thật lý à, ăn cũng tốt cho sức khỏe nè à, rồi nó lại tốt cho người dân nè à, cho nên là mà giá tiền nó cũng không thấy nổi cao. Mình mong rằng sau này là chúng ta sẽ có nhiều loại trái cây để có thể chế biến thành bánh hơn nữa. Tại vì Việt Nam mình cái nguồn nông sản, đặc biệt là trái cây nó rất là phong phú. Thì đó, nếu như thành được nhiều cái thành phẩm như vậy thì bạn bè của thế giới sẽ biết được nhiều hơn. Mà cũng có lợi cho người nông dân khi mà chúng ta có nhiều cái đường để xuất đi hơn nữa. Nếu mà ta đóng cửa thì mình cũng phải chịu. Còn nếu không đóng cửa thì có thể là mình mua về mình ăn như vậy nó cũng vừa tiền. Mà nói chung nó cũng không ngán lắm, mà nó cũng không có làm cho mình cái độ mập lắm. Cho nên là mấy bạn nếu mà có
muốn ăn đó thì ăn thử rồi rồi mua rồi này kia đó về ăn rồi cũng được. Theo thông tin mình mới cập nhật đó thì từ 0 giờ ngày mai ngày qua ngày giỗ tổ Hùng Vương một ngày á thì những chỗ mà bán online và bán ship đi kiểu takeaway sẽ không được buôn bán nữa, hoặc là Grab cũng sẽ dừng hoạt động. Nhưng mà mình nghĩ là dịch này á thì nó cũng sẽ qua thôi, và các bạn có thể tìm tới ăn ủng hộ những cái bánh này cho những cái hãng bánh, và cũng chính là ủng hộ cho bà con nông dân của chúng ta. Sau khi mà dịch đã qua đi rồi và chúng ta có thể tụ tập lại, có thể đi ra đường lại được lại bình thường á, thì hãy nhớ để thử nha. Mình nghĩ đây là một món bánh phải thử, đáng để thử. Thôi video này ngắn gọn vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Trong những ngày dịch này thì chúng ta hãy hạn chế ra đường nhiều nhất có thể, ngay khi nào có việc cần thiết thì hẳn ra thôi. Hạn chế tập trung đông người và cố gắng lên, chúng ta mọi người chung tay một chút vì sức khỏe cộng đồng nhé. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Bye bye.